Vâng, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng nha. Mình đang có mặt tại trung tâm thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thì trong video này mình sẽ lần vòng mình review qua vài con phố tại trung tâm thị xã Sông Cầu gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha. Cái không khí ngày hôm nay, trưa hôm nay là ngày 24 tháng Chạp. Mình đang đứng ở khu vực phía nam của cầu Tam Giang. Đây là cái cầu Tam Giang đây. Phía trước mặt vào đây giờ mình cứ đi dọc theo cái trục đường này, đường Phạm Văn Đồng, mà trước kia nó là trục quốc lộ 1A đó. Quốc lộ 1A đi qua đèo, đi qua dốc Ganh, xuyên qua trung tâm thị trấn Sông Cầu ngày xưa, mà bây giờ là thị xã Sông Cầu. Con đường này từ khi có đường mới đi đường này, nó trở thành một cái con đường nội thị đó, đường Phạm Văn Đồng, có cây cầu Tam Giang này. Đấy, cầu Tam Giang, sông Tam Giang này nha, sông Tam Giang này. Trước đây thì cái sông Tam Giang này cứ vào ngày mùng 5 tới mùng 7 Tết á, thì ở tại sông cầu mình tổ chức cái loại gọi là một cái lễ hội, nó lễ hội Tam Giang, lễ hội sông nước Tam Giang đó. Những năm gần đây thì lại tổ chức ra ngoài phía đầm, thật là một vịnh đó, vịnh Xuân Đài, từ ngày khoảng ngày 5-16 tháng Chạp, tháng Giêng, năm cháu tháng Giêng tổ chức lễ hội vịnh Xuân Đài. Rồi đang đi dần dần vào trong phía đông đó. Ở đây là con đường một chiều, đường Phạm Văn Đồng. Đường Phạm Văn Đồng là cái con đường dài nhất tại trung tâm thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là con đường này. Con đường này có giải phân cách, có những đoạn là có giải phân cách. Giải phân cách ở giữa thì người ta trồng dừa nha, dừa truyền thống ở miền Trung, chứ không phải là những cái loại cây kiêu sa khác nha, chỉ là cây dừa thôi. Trung tâm thị xã Sông Cầu thì cũng không lớn đâu, nó nhỏ nhỏ thôi. Từ một cái thị trấn nhỏ ngày xưa phát triển, bởi vì cái địa bàn ở khu vực trung tâm thị trấn ngày xưa và hiện nay là thị xã Sông Cầu thì nó rất là hẹp, một bên núi và một bên vịnh, bên biển vịnh. Hiện nay thì Sông Cầu đang dần dần muốn tiến lên một cái đô thị lớn hơn, đó là thành phố Sông Cầu trong tương lai vài ba năm tới nữa. Thì diện tích thành phố thì được mở rộng ra xung quanh ở các cái xã nằm ở cánh bắc, chủ yếu là cánh bắc cánh nam của trung tâm này, của trung tâm các cầu ngày xưa, hiện nay là thị xã Sông Cầu. Ở những ngày bình thường thì đi vào ở tại khu vực trung tâm thị xã Sông Cầu thì mình thấy cũng không có đông người, cũng không có nhộn nhịp lắm. Còn hôm nay là những ngày cuối năm, ngày chuẩn bị đến Tết rồi, thì ngoài đường này thì có phần nhộn nhịp hơn. Đây, hiện giờ mình thấy dòng người qua lại nó cũng không đông lắm nha, khá đông rồi. Rồi mình đang đi tới chỗ cái khu vực mà trước kia nó là cái chợ Sông Cầu, hiện nay nó là cái công viên, nó nằm tại ngã ba giữa cái con đường này, đường Phạm Văn Đồng này. Rồi phía bên kia là chợ, phía bên kia là chợ. Cái chợ trong này thì mình cũng đã quay một cái video về chợ riêng rồi. Đây, công viên này trước kia nó còn nó là chợ đó. Nhưng từ ngày Sông Cầu xây dựng chợ mới thì chuyển chợ này xuống dưới đó, chỗ này thành công viên thôi, công viên nó cũng nhỏ nhỏ đâu. Đây, mình tiếp tục đi trên con đường Phạm Văn Đồng một chiều này. Trong cái khu vực trung tâm thị xã Sông Cầu hiện nay, mà trước kia là thị trấn Sông Cầu đó, thì các hoạt động kinh doanh buôn bán nó khá là sầm uất. Trước kia thì các cái xã xung quanh, các cái xã của huyện Sông Cầu nói chung
cư dân người ta muốn mua sắm cái gì người ta cũng đi vào khu vực thị trấn Sông Cầu và cũng như là xã Sông Cầu, hôm nay chúng ta mình đến Sông Cầu. Nhưng hiện nay thì nó có phần khác rồi, hiện nay thì nó phát triển đánh bắt thì Sông Cầu thì tiếp giáp với Quy Nhơn thì người ta thường ra Quy Nhơn hơn, còn cánh phía nam thì thể người ta vào Tuy Hòa nữa hoặc là đi các những cái địa điểm khác. Rồi mình đã tới cái khu vực này là cái công viên ngày xưa này, cái vòng xoay đó, mà hiện nay cái chỗ này thì ta trang hoàng cũng khá là đẹp, tuy nó không to nhưng khá đẹp nha. Thì đón Tết thì người ta trang hoàng năm nào cũng vậy đó. Rồi biểu tượng linh vật thì cũng đặt ở cái khu vực này, tuy là nó nhỏ nhưng không to lắm. Đi xoay vòng cái công viên này và đối diện cái công viên này là vòng xoay này là một cái công viên nước đây. Công viên nước thì người ta đang tiếp tục trang hoàng để hoa đón Tết này, mừng xuân Giáp Thìn. Công viên nước bây giờ người ta đang mở nhạc nước, có thể là người ta phải thử lại đâu để đón Tết đó, thử máy móc lại đây. Rồi mừng xuân Giáp Thìn 2024, ôi toàn là hoa không à, các loại hoa đây, được đứng lên đây. Và bên này nữa cũng vậy, bên này người ta cũng tiếp tục đây, đây trang hoàng cũng thứ biểu tượng rồng nằm phía trước này, biểu tượng rồng đây. Đến cầu Thị Thản thì tại trung tâm thị trấn Sông Cầu ngày xưa mà hiện nay là thị trấn Sông Cầu thì nó có hai cây cầu chính, đó là cầu Tam Giang nằm ở phía nam của trung tâm thị trấn Sông Cầu và một cái cầu nằm ở phía bắc là cầu Thị Thản. Thì hai cái cầu này đó là hai cầu nó trở thành là ký ức kỷ niệm của biết bao nhiêu người con mà sinh ra lớn lên ở công viên xã Sông Cầu. Hiện nay thì người ta không còn ở quê hương nữa, thì khi người ta xem những video hoặc là những cái YouTube mà quay về cái cảnh quan khu vực trung tâm thị xã Sông Cầu thì là không thể không có cảm xúc về những cái kỷ niệm thời thơ ấu ở tại cái nơi mình sinh ra đó. Đây cầu Thị Thản. Thị Thản nó thì nó ngắn rồi, nó nhỏ rồi, nó ngắn nó tầm bằng 1/3 cái cây cầu ở đây, cầu Thị Thản 1/3 cầu Tam Giang thôi đó. Đây cầu Thị Thản nhỏ nhỏ rồi đó. Rồi thì đó là hai cái cây cầu chính tại thị xã Sông Cầu. Ngoài ra hiện nay thì phát triển đô thị mở rộng lên phía tây thì nó có thêm một số cái cây cầu nhỏ nữa. Cứ theo hướng này mình đi ra thì ra các cái xã cánh bắc của thị xã Sông Cầu, đi ra xã Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Hải. Xuân Hải thì tiếp giáp với Quy Nhơn rồi, thì từ trung tâm thị xã Sông Cầu này đi ra đến Quy Nhơn khoảng chừng 45 cây số nha, 45 cây số, không có xa lắm. Đường này vẫn là đường Phạm Văn Đồng nha, đường Phạm Văn Đồng thì nó đi tiếp ra ngoài kia đây. Khu vực này nó có một cái đèn xanh đèn đỏ này, cái khu vực này người ta gọi là khu vực ngã ba cây me, bởi vì trước kia ở tại cái khu vực ngã ba này nhà nó còn nhà xưa nó còn nó nhỏ lập sập đó. Chỗ này nó có một cái cây me rất to, nhưng mà sau khi mở rộng đô thị thì người ta đã không giữ cây me này nữa đâu, giải phóng mặt bằng nó mở rộng đường nè, bây giờ người ta làm nhà nên cây me biến mất luôn. Chỗ đó là ngã ba cây me,
rồi mình đi tiếp ra ngoài này. Đây mình đi sẽ đi qua cái bệnh viện Sông Cầu. Bệnh viện Sông Cầu thì là bệnh viện hình thành từ rất lâu rồi, xưa trước năm 1975. Sau năm 1975 thì người ta vẫn tiếp tục giữ duy trì và xây dựng mới thêm. Gần đây thì cũng nâng cấp và xây dựng hoành tráng to lắm. Rồi mình chuẩn bị mình đi tới khu vực đi ngang cái bệnh viện thị xã Sông Cầu. Hiện nay thì người ta lại ghi ở trước bảng đó là cái trung tâm y tế của thị xã Sông Cầu. Thì nó bao gồm trong đó cả bệnh viện rồi hình như là các cái hoạt động y tế tập trung đó sao. Đây trước kia là có bệnh viện. Thì mình cũng lòng vòng ở khu vực trung tâm thị xã Sông Cầu gửi đến cô chú chị các bạn xem vào ngày cuối năm, ngày 24 tháng Chạp, cái không khí tại trung tâm thị xã Sông Cầu. Rồi mình sẽ dừng video tại đây nha.